Tôi nói đây đó là cũng như là cái suy nghĩ của mình thế nào thì mình nói vậy, chứ không có cái tính cách thương mại, không có thích đến quảng cáo. Nhưng mình thấy như vậy mình chia sẻ thôi. Quý vị đồng hương có thể là so sánh rồi đi thử đi. Hãng Luraco thì ở gần Đà Lạt, thành ra mình có gì mình liên hệ thì nó cũng dễ. Một cái nó có cái chip khi mình đi khám bác sĩ á, bác sĩ lấy cái chip ra, bác sĩ coi mình ngủ được bao nhiêu, trong giấc ngủ mình nó có chim bao cũng biết được đó. Đầu tiên cái máy trường ngủ, máy trường ngủ này là đồ đồ cũ cũ rồi. đời cũ nặng lắm Thêm rồi. lúc bây Cái năm 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 sau đó thì bây giờ nó ra cái đời mới, thì cái giờ. này nó gắn vô cái này đó, rồi cái này mình gắn sợi dây vô. Mà nằm ngủ phải đeo vậy đó. Đeo vô gì đâu. Ôi trời ơi. Mà bây giờ là anh chị khi nãy là vô trong kho lấy hai cái này, có nghĩa là dẹp hai cái máy này Dẹp luôn rồi nữa đó hả? Dẹp rồi. Lên dẹp giỏng rồi đó. Hay quá. Còn nói. Em cũng vui quá, nhờ bây giờ dùng cái ghế Luraco một thời gian mà dẹp hai cái máy này luôn là quá mừng đó chị. Bây giờ thì khỏe rồi, không xài nữa. Mừng quá mừng rồi. Dạ.